xin chào tất cả các bạn học sinh lớp 9. Hôm nay cô và các bạn sẽ học câu đề nghị. Trong câu đề nghị thì có nhiều dạng. Chúng ta đến với phần bài học nha. Các bạn nhìn lên bảng giùm cô. Chúng ta có câu Shall we go to the beach next weekend? Như vậy thì các bạn thấy sau shall we chúng ta có động từ vi mẫu. Tuy nhiên nếu như đề cao là shall we go to the beach next weekend, bây giờ người ta bảo mình đổi thành câu I suggest. Các bạn thấy là sau suggest nó là một verb in. Hoặc người ta bảo mình đổi thành câu I suggest that. Sau that chúng ta có chủ ngữ, động từ should, sau đó là động từ nguyên mẫu. Như vậy thì sau suggest là một verb in, sau I suggest, cô xin lỗi, sau chủ ngữ suggest that, chủ ngữ should, sau đó là động từ nguyên mẫu. Hoặc có thể là đề sẽ cho đổi thành less. Các bạn thấy sau less là một verb nguyên mẫu. Hay là chúng ta sẽ đổi thành I think sau đó là chủ ngữ. Chúng ta có should động từ nguyên mẫu. Và sau what about hoặc how about sau đó là động từ verb. In. Như vậy thì các bạn thấy viết lại câu đề nghị tương đối dễ, chỉ cần chúng ta nhớ các công thức shall we động từ nguyên mẫu, suggest verb in. Nhưng mà suggest that thì phải có chủ ngữ should động từ nguyên mẫu, less sau đó động từ nguyên mẫu, hoặc I think chủ ngữ should động từ nguyên mẫu, what about hoặc how about sau đó là một verb in. Bây giờ chúng ta qua bài và theo các công thức chút xíu để cho các bạn nhớ kỹ hơn, rồi chúng ta sẽ làm bài tập nha. Chúng ta đến với câu suggestion, câu đề nghị. Tuy nhiên động từ của nó là suggest, nó cũng đồng nghĩa với từ had better. Các bạn nhìn giùm cô ví dụ số 1. Trong ví dụ số 1 chúng ta có 3 câu. She suggested going to the countryside next weekend. She suggested that we should have a small party to celebrate our mother's birthday. He suggested that banana leaves should be used to wrap food. Như vậy thì chúng ta có chủ ngữ suggest là một verb in. Chủ ngữ suggest có that đi kèm. Đến chủ ngữ là người, should động từ nguyên mẫu. Tuy nhiên từ that các bạn có thể giữ hoặc bỏ, hoặc should các bạn có thể giữ hoặc là bỏ. Do đó cô để trong dấu ngoặc đơn. Và cái công thức thứ 3 cho câu ví dụ số 3, các bạn thấy he suggested that banana leaves, ở đây là verb. Như vậy thì câu này trở thành câu bị động của suggest. Như thế thì theo công thức chúng ta có chủ ngữ cộng với suggest that, chủ ngữ là verb, thì chúng ta sẽ có should be cộng với động từ verb và 3 hoặc động từ ed. Chúng ta tiếp tục đến với ví dụ số 2. Trong ví dụ số 2 chúng ta có 2 câu. Câu 1, what about playing football this afternoon? Hoặc là how about visiting Nha Trang next month? Như vậy thì sau what about và how about đó là một verb in.
ta tiếp tục với ví dụ số 3. Let's go out for a drink this evening. Shall we play tennis this Sunday? I think we should listen to the teacher carefully. Như vậy thì sau let's hoặc là shall we và I think chủ ngữ cộng với should, sau đó là một động từ nguyên mẫu. Chúng ta tiếp tục với ví dụ số 4. Trong ví dụ số 4, các bạn có hai câu. Why don't we take a bus to school? Why not talk to him about the problem? Như vậy thì các bạn thấy sau why don't bắt buộc phải có một chủ ngữ. Chủ ngữ có thể là we hoặc you. Sau đó là động từ nguyên mẫu. Còn why not thì chúng ta không cần chủ ngữ, sau đó chỉ là một động từ nguyên mẫu. Bây giờ chúng ta tiếp tục làm bài tập nhỏ nhỏ trước khi qua phần viết câu nhé. Các bạn cho cô đáp án là play. He suggested playing football every afternoon. Câu số 2 đó là how about taking showers instead of baths to reduce the amount of water we used? Câu số 3 đó là what about decorating our house before tea? Đáp án của câu số 4 là let's clean the window. Câu số 5, shall we, sau đó là một động từ nguyên mẫu. Do đó ở đây chúng ta có visit. Shall we visit our grandma next Sunday? Yeah. Câu số 6, đáp án của chúng ta là used. Ở đây chúng ta có từ energy saving bus, nó là vật. Do đó câu của chúng ta sẽ có should cộng be cộng với động từ vật và I suggest energy saving bus should be used to save our electricity bill. Đáp án của câu số 7 là going. Who suggested going picnicking in June? Câu số 8 của chúng ta là sau what about chúng ta có động từ verb in. Như vậy thì chúng ta có organizing. What about organizing a show to raise money for the poor? Bây giờ cô và các bạn sẽ qua phần viết câu về suggestion. Câu số 1. How about taking a taxi to his house? Bây giờ chúng ta đổi qua let's. Sau let's là một động từ nguyên mẫu. Như vậy taking chúng ta sẽ đổi thành take. Let's take a taxi to his house. Câu số 2. Cô xin lỗi, chuyển đổi câu cũng trong câu số 1 nhưng mà là câu 1B. Shall. Sau shall thì chúng ta sẽ có we. Và sau we là động từ nguyên mẫu. Shall we take a taxi to his house? Câu số 3. Một xe, cô xin lỗi một xe nha. I suggested that we should take a taxi to his house. Câu 1 D đó là why not. Sau why not
chúng ta có động từ nguyên mẫu đó là take a taxi to his house. Chúng ta tiếp tục với câu số 2. Câu số 2. We had better go home early to enjoy dinner together. Chúng ta đổi thành why don't. Sau why don't bắt buộc phải có chủ ngữ. Như vậy thì why don't we go home early to enjoy dinner together? Chúng ta qua đến câu 2B. What about? Sau đó là một vở and. What about going home early to enjoy dinner together? Chúng ta tiếp tục với câu 2C đó là I think we should. Sau should là động từ nguyên mẫu. Như vậy chúng ta có động từ go. I think we should go home early to enjoy dinner together. Chúng ta tiếp tục với câu số 3. I don't want you to stay up too late. Chúng ta sẽ đổi thành câu suggest. I suggest that. Sau đó là chủ ngữ. Và chủ ngữ này là you. I suggest it. Cô xin lỗi, I suggest that you should not stay up late. Stay up too late. Tại sao ở đây có not? Bởi vì trong câu đề cho là I don't want. Tôi không muốn. Như vậy thì trong câu các bạn sẽ có xuất hiện not. Chúng ta tiếp tục với câu số 4. How about drinking a cup of coffee in a cafe opposite our office tomorrow morning? Bây giờ chúng ta đổi qua less. Sau less là một động từ verb in hay là nguyên mẫu, các bạn nhớ lại xem. Sau less là một verb nguyên mẫu. Như vậy thì chúng ta có từ let's drink a cup of coffee in a cafe opposite our office tomorrow morning. Chúng ta tiếp tục với câu 4B, đó là I suggest. Sau I suggest các bạn có thể dùng verb in hoặc các bạn có thể dùng chủ ngữ cộng với động từ should và động từ nguyên mẫu. Trong trường hợp này cô đang dùng động từ verb in, đó là I suggest drinking a cup of coffee in a cafe opposite our office tomorrow morning. Câu số 5. Câu số 5. Why don't we shop every morning to have good health? Bây giờ chúng ta đổi qua what about. Sau what about là một động từ verb in. What about shopping every morning to have good health? Chúng ta đến với câu số 5D, đó là shall we. Sau shall we là động từ nguyên mẫu. Như vậy thì chúng ta sẽ có là shall we shop every morning to have good health. Chúng ta tiếp tục với câu số 6, đó là let's travel to work by public transport. Chúng ta đổi sang câu why not. Sau why not là một động từ nguyên mẫu. Như vậy thì câu này chúng ta đổi thành why not travel to work by public transport.
Chúng ta tiếp tục với câu số 6. Đó là let's travel to work by public transport to avoid congestion. Bây giờ chúng ta đổi qua why not. Sau why not là động từ nguyên mẫu. Như vậy thì đáp án ở đây chúng ta sẽ dùng là, sẽ viết là why not travel to work by public transport to avoid congestion. Và câu 6B chúng ta có đáp án là sau how about là một verb, verb in. Như vậy thì how about traveling to work by public transport to avoid congestion. Chúng ta tiếp tục với câu số 7. She had better drink milk every day. Bây giờ đổi qua I suggest. Trong trường hợp này chủ ngữ là she. Do đó ở câu này đáp án của chúng ta là I suggest she should drink milk every day. Câu số 8. Why not take the used bottles to recycling centers, she said. Bây giờ chúng ta đổi sang she suggested thì chúng ta sẽ các bạn có hai đáp án. Một, các bạn sẽ dùng verb in. Hai, các bạn sẽ dùng chủ ngữ. Sau suggest các bạn sẽ dùng chủ ngữ, sau đó là should động từ nguyên mẫu. Trường hợp ở đây cô dùng verb in. She suggested taking the used bottles to recycling centers. Câu số 9. Why don't you put an advertisement in this local newspaper? They said to me. Chúng ta chuyển đổi sang câu they suggested that an advertisement. Các bạn thấy advertisement đó là sự việc, là vật. Như vậy thì câu này là câu bị động. Và trong câu bị động thì các bạn phải có should cộng been và động từ verb be. Như vậy thì đáp án của chúng ta có should be put. They suggested that an advertisement should be put in this local newspaper. Câu số 10. Let's repair the electricity fence in the dining room now. Ba suggested Nam. Có Nam rồi. Có chủ ngữ là người, do đó chúng ta cần should cộng với động từ nguyên mẫu. Ba suggested Nam should repair the electricity fence in the dining room. Trong trường hợp này các bạn có thể được giảm bằng cách bỏ should. Như vậy từ should cô để trong dấu ngoặc the. Câu số 11. They requested us to leave the place at once. Chúng ta đổi thành they suggested. Trong trường hợp này, chúng ta không thể nào dùng verb in, mà chúng ta phải dùng we. Bởi vì họ khăng khăng, họ yêu cầu chúng tôi phải rời khỏi cái nơi này ngay lập tức. Như vậy thì chúng ta sẽ đổi thành họ đề nghị. Chúng ta có chủ ngữ là we, sau đó là should, động từ nguyên mẫu. They suggested we should leave the place at once. Họ đề nghị là chúng tôi phải rời khỏi cái nơi này ngay lập tức.
tiếp tục với câu số 12. She wants her children to clean the house 3 times a week. Bây giờ các bạn thấy là đổi sang câu she suggests that thì chúng ta sẽ có chủ ngữ là her children. Sau đó là should, các bạn có thể giữ từ should hoặc bỏ từ should đều được. Như vậy thì đáp án của chúng ta là she suggests that her children should clean the house 3 times a week. Câu số 13. Câu số 13 chúng ta có là what about collecting unused clothes for the poor? He said to us. Và để chúng ta cho, người ta cho chúng ta là he suggested unused clothes. Như vậy thì đây là câu bị động. Câu bị động thì các bạn có đáp án là chủ ngữ là vật thì chúng ta phải có should cộng với be cộng với động từ verb 3. Trong câu này động từ chính của chúng ta là từ collect. Như vậy thì collecting chúng ta không dùng nữa mà chúng ta sẽ đổi thành collected. Và chúng ta có đáp án là he suggested unused clothes should be collected for the poor. Các bạn thấy unused clothes nó là vật thì chúng ta có should be cộng với vật 3. Câu số 14. Shall we go to the English club every Sunday? Bây giờ chúng ta đổi qua nhà subtracted. Sau subtracted chúng ta có thể dùng verb in hoặc chúng ta có thể dùng we should go to the English club every Sunday. Đáp án nào cũng các bạn cũng tròn điểm hết bởi vì nó đúng. Như vậy thì ở đây chúng ta dùng going to the English club every Sunday. Câu số 15. Let's not go outside without a hat. It's sunny today, Lang, says her mother. Bây giờ chúng ta có Lang's mother. Khi đổi như vậy thì chúng ta dùng subtracted bởi vì từ start nó là quá khứ. Lan's mother suggested she should not go out without a hat. Câu số 16. I think we should take a shortcut to the park, he said to us. Bây giờ chúng ta đổi sang she suggested that a shortcut. Các bạn thấy a shortcut này nó là một vật. Như vậy thì câu này là câu bị động. Và trong câu bị động thì chúng ta sẽ có should cộng be và động từ verb 3. Động từ chính trong câu chúng ta có là từ take. Như vậy thì chúng ta sẽ đổi thành verb 3 là taken. She suggested that a shortcut should be taken to the park. Bên bài học viết câu đề nghị của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô mong là các bạn cũng có được một số kiến thức cần thiết cho mình
trong chương trình học tiếng Anh lớp 9. Cô chúc các bạn có một cuối tuần vui vẻ.